Nguyên Phúc, có nô tài. Trong kho riêng của quả nhân còn bao nhiêu tiền? Từ khi phế đế rời khỏi hoàng cung đã tìm thấy được không ít đồ đạc. Nếu tính luôn đất đai thì cũng có được khoảng 4 hay 5 vạn lượng đó. Số này còn chưa tính tới tài sản trên đất của người. Hai ngàn vệ binh của Ninh Đô Dương phủ đã mất rồi. Sau khi bệ hạ đăng cơ, hoàng hậu đã ban lệnh cho họ sáp nhập vào cấm quân rồi. Triệu tập họ lại cho ta. Quả nhân cần tuyên bố. Còn nữa, những thứ trong quốc khố có thể bán được thì bán hết đi, đổi thành vàng. Dạ. Bệ hạ, không phải người muốn, nhưng rõ ràng người vừa mới đồng ý với hoàng hậu rồi mà. Chuyện hoàng hậu nhẫn nhịn được, quả nhân không nhịn được. Thời chiến quốc nước Hàn, thừa tướng hiệp lũy chuyên quyền, nghiêm trọng tưởng dựa vào một nhiếp chính thì có thể diệt trừ tất cả đám gian thần. Không lẽ 2000 vệ binh của quả nhân không bằng bọn họ hay sao? Bệ hạ, người đừng quên chuyện tiên đế trước đây đó. Quả nhân biết chứ. Nhưng quả nhân biết rất rõ, sở dĩ Vũ Văn Giác thất bại là vì hắn quá tin tưởng Triệu Quý, xem thường Vũ Văn Hộ, để cho Vũ Văn Hộ có sự đề phòng từ trước. Cho nên việc quả nhân phải làm chính là khiến cho Vũ Văn Hộ từng bước dần dần không đề phòng nữa, rồi giết chết hắn. Giờ này thánh thượng có nhiều động thái, thuộc hạ lo rằng hắn đi theo vết xe đổ của phế đế. Hắn không ngu gì đâu, cố tình làm cho chúng ta thấy để chứng tỏ hắn không phải hài lòng. Tên khờ đó, con tưởng đứa con đã chết đó thật sự là con của hắn. Đau lòng mà. Chẳng qua chỉ là săn bắn thư giãn thôi, cứ mặc kệ hắn, cho hắn đi. Chủ thượng, mấy ngày trước còn dặn dò đổi mã tiền hương tử. Tâm của ngài hình như càng ngày càng yếu mềm rồi. Không mềm làm sao được, là ta đã nợ Ban Nhược. Vũ Văn Dục phải được sống, vì ta với Ban Nhược nhất định vẫn còn có thể sanh con. Nàng ấy nói đúng, so với phế đế tự lập, dùng thủ đoạn qua mặt thiên hạ, trộm lông tráo phụng, đây là cách làm đỡ tốn sức nhất. Bây giờ nàng ấy sao rồi? Nghe nói đã đi lại trong cung được rồi. Vậy thì tốt. Chỉ cần nàng vẫn còn khỏe mạnh bình an, thì dù trong lòng nàng vẫn còn căm hận ta, ta cũng cam lòng. Thánh thượng, tốt lắm. Quý Trì Khang võ công cao cường, lập tức phong chức hiệu quý cho khanh, thưởng 100 lượng vàng đồng. Tạ chủ long ơn. Bình thân đi. Các ngươi hãy nghe đây, nhất định phải vì quả nhân chăm chỉ luyện tập, phải noi theo tấm gương của Quý Trì Khang. Chỉ cần các ngươi anh dũng xuất chúng, quả nhân nhất định sẽ ban thưởng trọng hậu. Còn nữa, vì các ngươi đã từng là người của quả nhân thì danh hiệu dĩ nhiên không thể giống như các cấm quân khác. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hãy đổi tên thành Vũ Lâm Soát. Thánh thượng, thánh thượng, dạ quý, dạ quý. Như giang hồ, huynh có bao giờ nghĩ rằng một người bình tĩnh như muội, tại sao hôm đó lại điên cuồng ép huynh giết con? Đó là tại vì muội cũng đã trúng độc mã tiền tử. Huynh tự cho mình thông minh, cố tình hạ độc Vũ Văn Dục mạnh tay như vậy. Huynh muốn hắn sẽ chết trong âm thầm lặng lẽ, nhưng huynh cũng không thể ngờ rằng muội cũng thường xuyên tới ngự thư phòng đọc tố sớ. Dù chúng ta không tranh luận cãi nhau thì con của muội cũng không giữ được, nó cũng bị huynh hạ độc mà chết. Ban Nhược, chỉ cần muội đừng có hận huynh nữa, huynh tình nguyện vì muội làm bất kỳ chuyện gì. Thật không? Huynh lấy mạng của mình ra để thề đó. Bởi vì huynh đã nợ muội. Được, muội muốn huynh hứa với muội, bắt đầu từ hôm nay sẽ không hạ độc thủ Vũ Văn Dục nữa, bảo vệ 3 người trong gia đình muội suốt đời bình an. 3 người là sao? Phải,
muội đã có thai rồi. Của muội với Vũ Văn Dục, tại sao muội không thể có con với hoàng thượng? Đó là phu quân danh chính ngôn thuận của muội, ít nhất chàng ấy chưa từng phản bội muội, ít nhất chàng ấy chưa từng hại chết con muội. Muội biết không, kể từ ngày con bỏ muội ra đi, ngày nào muội cũng cầu xin trời Phật, cầu xin con hãy trở về lại với muội. Khó khăn lắm ông trời thấy thương xót, cuối cùng muội đã có con lần nữa. Lần này cho dù thế nào muội cũng phải liều mạng bảo vệ nó và sanh nó ra. Huynh và muội mới chính là một cặp trời sinh đó, hiểu không? Muội mặc kệ, muội chỉ nhớ lúc nãy huynh có nói là huynh đã nợ muội giang hồ, chẳng qua huynh chỉ muốn làm hoàng thượng thôi. Được thôi, huynh cứ để cho muội sanh con ra, chờ sau khi con muội ngồi lên đế vị, muội kêu nó nhường cho huynh. Nhưng trước cái ngày đó, huynh không được động tới một sợi tóc của cha con họ, cũng không được phá hoại Độc Cô Thiên Hạ của muội. Nếu huynh không làm được thì muội và huynh sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, đao kiếm tương phùng, liều chết một phen. Bạn nhiều ơi, nếu như huynh hứa với muội, có phải muội sẽ không hận huynh nữa không? Được, vậy cũng xứng đáng. Chỉ cần Vũ Văn Dục an phận thủ thừa, chỉ cần cha của muội đồng ý duy trì cục diện cân bằng trong triều như hiện nay, chuyện gì huynh cũng hứa với muội. Thật chứ? Giang hộ, đa tạ huynh, đa tạ. Thái sư, dù sao đây cũng là hậu cung, một đại thần như khanh cứ ngang nhiên đi vào đây còn ra thể thống gì nữa? Thánh thượng xin hãy bớt giận, thần có chuyện gấp cần phải bẩm báo. Xin hoàng thượng bớt đau lòng, phế đế Vũ Văn Giác lúc nãy vừa mới tự tử chết rồi. Văn Giác tự tử rồi hả? Phải, ngay sau khi thánh thượng nói muốn thăng chức cho Quý Trì Khang làm Sa Kỵ đại tướng quân. Vũ Văn Hộ, rõ ràng khanh đã hứa với quả nhân để cho Văn Giác một con đường sống kia mà, tại sao khanh nói mà không giữ lời chứ? Nhưng mà hắn muốn tự tử chết mà, ai có thể ngăn cản được chứ? Thần cũng vì không muốn để cho tin tức này làm kinh động tới hoàng hậu mới cố tình âm thầm tới đây để bẩm báo. Thánh thượng, xin người hãy luôn nhớ rằng người có thể ngồi yên ở trên Long Ngai hoàn toàn không phải vì người đức cao vọng trọng, anh hùng thao lược, mà là vì tôi nể mặt cô Ban Nhược đồng ý cho người một con đường sống. Nếu người vẫn còn u mê chưa tỉnh, muốn làm chuồn chuồn trung cây lớn, thì di thần cũng không e ngại tiện thể tiễn người với Vũ Văn Giác cùng dắt tay nhau xuống địa ngục. Huynh đệ tình thâm mà.